thật là một buổi tối tuyệt đẹp, phải không? Orsini nhìn Canna nói, phải chẳng vì tôi đang ở bên một người đẹp như quý cô đây, đó là vì sao, tự dưng tối nay lại đẹp đến là thường. Ha, điên rồi, phải chăng là đang ở bên một người đẹp? Trước giờ Orsini luôn kỳ thị màu tóc của cô, nhưng hôm nay lại khen đẹp, Canna nghĩ, liệu cậu ta có nhầm màu tóc với màu mắt của mình với một màu khác, vì trời tối sao, cậu ta nghĩ mình là một người hoàn toàn khác, khoan đã, mình có thể chơi cậu ta một vố. Mình nghĩ, mình có thể diễn thêm một chút, mình phải thay đổi giọng điệu, thì mình mới lừa được cậu ta. Đã quá khen rồi tôi tự hỏi sao tới tận bây giờ tôi mới được gặp một người như quý cô đây đó là bởi vì tôi không thích tiệc tùng cho lắm tôi không đến thường xuyên nên nhiều người không biết cũng phải tôi hiểu rồi vâng tuy nhiên hôm nay tôi đã tham dự nhưng dường như nó không phù hợp với tôi cho lắm thật trùng hợp thật ra tôi cũng ghét các buổi tiệc tùng ôi chao thật sao canna phải quay qua hướng khác mà cười trộm hài hước thật đấy cậu ta thích uống rượu và ăn chơi hơn ai hết cơ mà thế còn việc đi dạo trong vườn thì sao nếu cô không phiền thì tôi sẽ hộ tống được thôi thật là vinh hạnh có vẻ phấn khích tột độ, nhưng nhanh thôi, sự tuyệt vọng sẽ đến ngay sau khi cậu biết sự thật mà thôi. Ở một phân cảnh khác, đại hoàng tử của đế quốc Aslan, Agan Isabuk và công tước Valentino đang dõi theo hai người. Vợ của ngươi đi dạo quanh vườn với người đàn ông khác ư? Ừ, người không nhìn nhầm đấy chứ? Không ta không có nhìn nhầm đâu. Ta chắc chắn rằng đó chính là bộ váy mà công tước phu nhân đã mặc. Ta nhớ rõ như in bộ váy đó. Đó quả thực là một sự xuất hiện khó quên. Công tước phu nhân Valentino hôm nay thật đẹp. Người sẽ không nói rằng mình không biết vẻ đẹp của cô ấy. Phải không? làm thế nào ngươi có thể ngó lơ một vẻ đẹp như vậy tới tận bây giờ công tước đó không phải là những gì đàn ông thích hay sao ta không biết đó là ai nhưng người đàn ông đó đã đưa cô ấy vào vườn ta nghĩ có điều gì đó mờ ám ngươi có thể để như vậy sao cô ấy là vợ của ngươi mà lúc này ở trong vườn orsini nói về việc kết hôn trong tương lai cậu sẽ trở thành người đàn ông của gia đình những người đàn ông quý tộc thường sẽ lấy nhiều vợ nhưng cậu thì không một vợ là đủ rồi ôi chao chắc hẳn vợ của ngài orsini sẽ rất hạnh phúc cho mà xem Vâng, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc. Ôi chào, điên mất thôi. Điều này thật vô lý, tôi sẽ nuông chiều hết mực với người sẽ trở thành vợ của tôi. Kana nhìn Osini nghĩ, những điều cậu ta nói ra mỗi lúc càng thái quá. Một tên ngốc chỉ biết rượu chè đao kiếm, lại nói ra những lời như vậy sao? Những lời đấy thật khó mà nghe cho lọt tai được. Lúc này Osini có vẻ nghiêm túc nói, "Xin lỗi, cái đó, một gia đình, một người vợ, tất cả những lời đã nói đều là nói dối cả. Thực ra, tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì như thế, trước đây, ban đầu, tôi đã coi những người đàn ông nói điều đó để làm hài lòng phụ nữ là những tên ngốc bây giờ tôi lại hành xử như vậy bởi vì đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ với một mình cô mà thôi trước những lời nói đó kana mỉm cười thầm chúc mừng sự tự hủy của cậu trong suốt quãng đời còn lại cậu sẽ bị dày vò bởi ký ức về khoảnh khắc này thậm chí có thể cắn lưỡi vì nhục nhã mới tưởng tượng ra thôi mình đã kana có lẽ không chịu được nữa cô ôm mặt cười ngây ngất trước mặt osini có chuyện gì sao nếu tôi có gì sai ôi chúa ơi ha 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 thiệt là Tại sao tôi cười ư, vì nó buồn cười mà thôi. Rất chi là buồn cười đấy, cậu không nghĩ vậy sao, nhìn ánh mắt đó, cậu đã nhận ra, không đời nào. Cô, tôi xin lỗi, nhưng để cả hai trở thành một gia đình sẽ rất khó đấy, trong thời buổi này, hôn nhân trực hệ, không phổ biến lắm đâu. Hơn nữa tôi là phụ nữ đã có chồng rồi mà. Canna, cô, tôi sẽ sẽ giết cô, chị biết nó sẽ khá đau, nhưng chị không thể làm gì được em trai à. Lúc này Canna bắt đầu khiêu khích Orsini. Giết, có chuyện gì thế, chưa qua bao lâu, mà cậu đã quên rồi sao? Hãy làm những gì cậu muốn làm, không có gì là cậu không thể làm, dù cả mí mắt đang cay đến nổi sưng lên, nhưng chẳng có nơi nào mà bàn tay của cậu chưa chạm tới. Vì vậy, hãy làm những gì cậu hay làm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, nhớ đăng ký và bật nút thông báo để xem video mới nhé.